Cục Quản lý Dược vừa có văn bản yêu cầu Shopee tiến hành thu hồi 3 sản phẩm mỹ phẩm chứa hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép và chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. 3 sản phẩm mỹ phẩm nhãn ghi sản xuất tại Anh do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hải Dương mua trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee để kiểm tra chất lượng, gồm Doctor Therapy Melaspa Best for Spa Night Cream, ngày sản xuất 16 tháng 5 2022, hạn sử dụng 16 tháng 5 2025; Doctor Therapy Melasma Best for Spa Day Cream, ngày sản xuất 16 tháng 5 2022, hạn sử dụng là 16 tháng 5 2025; và Doctor Therapy Melasma Cream Perfect for Spa, ngày sản xuất là 5 tháng 1 2021 và hạn sử dụng là 4 tháng 1 2024. Kết quả cho thấy hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm. Công thức ghi trên nhãn chứa chất Hydroquinone 2% là chất không được phép có trong mỹ phẩm chăm sóc da theo quy định. 3 sản phẩm trên cũng chưa được Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với mỹ phẩm nhập khẩu không được phép lưu thông ở Việt Nam. Đối với 3 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm trên, Cục Quản lý Dược chuyển Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số để thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee và các sàn giao dịch thương mại điện tử yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về các sản phẩm vi phạm này và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, yêu cầu Shopee tiến hành thu hồi các sản phẩm đã bán cho khách hàng.